Đỗ Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình cuối năm nay ngày 29 Tết là đúng cuối năm luôn anh chị các bạn. Quay cho anh chị các bạn xem cái thu hoạch ếch nha anh chị các bạn. Tại tháng này tháng thiếu 29 qua 1 là đúng là cuối năm, là ngày cuối nè. Quay cho anh chị các bạn xem là cảnh thu hoạch ếch con. Tại lúc trước mình thu hoạch thì không có thời gian quay. Hôm nay mình sẽ quay cho anh chị các bạn xem. Mà lúc trước cũng có, mình thường mình để trên bờ anh chị bạn. Để trên bể, trên bờ như vậy nè. Giờ mình đưa xuống ao. Hiện tại giờ đang điếm, đang tịnh anh chị bạn. Ít con thường đây là mình cân ký chứ mình không có điếm như vậy anh chị bạn. Nếu điếm vậy là 1.000 con mình mất khoảng từ 6 tới 10 phút. 1.000 con mình, nếu mà 10.000 con vậy là ra cũng là 1 tiếng mấy anh chị bạn. Điếm vậy nó rất lâu. Còn nếu mà mình tịnh xong mình cân á, thì 10.000 con á, mà mất khoảng chừng 20 phút. Vừa xúc vừa cân luôn. Tại mình cân lên dục, mình xúc dục lên cân, xúc dục lên cân thì nó rất lẹ. Và nó sẽ không có mệt ếch nữa. Ếch mình điếm mình chụp vậy là mất, thứ nhất là mất cái thời gian nên chị bạn. Nếu mình chụp điếm vậy ngồi, điếm nội, nó mất thời gian dữ lắm. Quay cho anh chị bạn xem nha. Tại cuối năm thì rảnh con nó nghỉ học cho nó xuống nó xúc luôn. Quay cho anh chị bạn xem luôn. Đó, mắc lội vô. Này chỉ lội không anh chị, bạc đứng không tới. Cái gốc đó gách nó không, bò nhảy ra nó leo ra không. Nó nhảy ra đó. Chút lội phóng vô, lội trong dèo anh chị bạn. Mới được. Lội đứng không tới. 82 rồi đó. Được. Cuối năm giao đợt ếch này nó hồi đảo vô thùng. Đảo dưới cho khỏe. Cuối năm giao đợt ếch này kiếm tiền lắc tài xỉu anh chị bạn, chứ làm lắc tài xỉu đi cho chắc ăn, khỏi ăn chia với ai chứ. Còn ương ếch nuôi ếch này mắc ăn chia lum chứ. Không có ăn chọn được. Đó, cái cần để cần. Với ao, để với ao thì nó khi mình thu hoạch mình xúc mình bán nó cực, mà lại khỏe một cái là không có thay nước, thay bọng như ăn trên chị bạn. Nay 29 mình giao rồi, mùng 2 mình giao rồi, mùng 6 mình giao rồi, mùng 10, mùng 8 và mùng 10 mình giao ông bày nữa rồi. Anh chị bạn nào trước mấy trước Tết là bữa cách đây khoảng 10 bữa nửa tháng gì đó, anh chị bạn có điện mình nó qua Tết cái lối mùng, qua lối mùng 10 lối gầm là mình sẽ có một luống ếch pha tới cuối tháng Giêng luôn. Khoảng anh chị bạn đặt bao nhiêu mình, nói chung nói bao nhiêu cũng có, đặt chừng 100-200.000 con mình có nha, còn đặt 500-700 triệu con giống mình không có thì khoảng đặt 5-10.000 gì, đặt tới đến 200.000 con thì mình nhận, còn đặt trên nữa là mình để cái luống sau. Tại hiện tại ếch mình còn khu ngoài ao này không, cái khu một mình đằng kia mình chuẩn bị qua Tết là mình sửa lại. Sửa lại cho nó cố định lại anh chị bạn, để xài cây hoài nó mục hoài, sửa cực quá. Cần để cho ngay lại. Thì cần để ngay chưa? Lấy cái thùng ra. 64. Không quá 1.000 con 64 anh chị bạn, chuẩn không? Trở lên 32 đâu quá 3
chuẩn mẫu, điếm chuẩn mẫu là nó không chênh lệch nha chị bạn. Một túi 500 con là 3,2 kg. Đó, để vô xe con rùa này, hồi để vô nhà. Trên quay thì đẩy cuối năm này làm lần nó là thêm tuổi nó rồi. Rồi mình quay cho anh chị bà ông mẫu ếch là 6,4 kg là bay lớn này nè anh chị bà. Đây. Ếch 6 kg mấy thôi. Là bay lớn đây. Đó, cho anh chị bạn xem cần thiết. Thì ư ếch. Qua cái lối mùng 10 mình có luống ếch đó anh chị, bạn nào điện mình trước giờ đặt qua Tết đặt đó mình sẽ có luống ếch cũng khá nhiều. Đây, mấy giờ đó là mùng 2, mùng 6, mùng 8, mùng 10 gì ở trên này mình còn một số đang lên nhĩ nữa. Và một số nhỏ nó đuôi anh chị bạn, bầy này là bầy nhỏ nhất, nay được 6 ngày tuổi. Đây, cái luống này đây... Rồi cái luống đó kế, rồi luống kia đang lên dĩ. Mình nhiều đợt lắm. Bên kia luống chứng gần lên dĩ chứ chưa. Ếch thịt mình hiện tại còn có 2 dèo anh chị bạn, có dèo là dèo này dèo kia khoảng 10.000 con. Và anh chị bạn nuôi cái mùng 40 anh chị bạn nuôi đừng có dày, mua khoảng 7-8.000 con là vừa anh chị bạn. Nếu mà anh chị bạn thả con giống mà không có chặt xớt đồ ra thì anh chị bạn cái mùng 40 á 40 mét vuông á anh chị bạn sẽ thả khoảng 8.000. Còn anh chị bạn thả cái mẫu lớn này lớn chút xíu, mẫu khoảng 7 kg thì chị bạn thả khoảng 7.000 con thôi. Cân là vậy anh chị bạn, 3-4.000 vậy. Màu cân thì nó sẽ lẹ, tại thằng lính mình nó lâu lâu nó mới được xúc một lần, nó xúc cũng hơi không có kỹ thuật, hơi chậm. Chút gì vừa thôi con, 3 kg mấy giọng một giọt nó chết luôn. Dạo này chắc 20 mấy ngàn anh chị, 20 mấy ngàn con chứ không được 30. Rồi, để mình đẩy vô, mình ra mình quay cho anh chị bạn xem nữa. Rồi, để mình đẩy ếch vô, nhiều anh chị bạn, để ứ. Rồi, video mình quay cho anh chị bạn cảnh thu hoạch ếch con mình bán tới đây thôi anh chị bạn, nó lưu quá. Ếch ứ rồi, giờ quá trời nè. Mình đẩy ra cho nó kẹp. Rồi. Chào tạm biệt chị và các bạn.